được cái xe của chủ Casper. Khả năng là anh ấy làm tour xuyên Việt, anh ấy đi từ Buôn Ma Thuột về đây rồi. Ok, để vào trại xem hỏi xem có phải không. Muốn kia đi xuống trại chó kìa. Nhìn thấy cái xe ở đầu ngõ, dự đoán là anh Sơn làm chuyến xuyên Việt đưa cho Casper về đây mà đúng chính xác. Cả gia đình luôn. Mai mấy đứa xem video nhá, nào cười tươi lên cái nào. Mai lên tivi. Thằng nào to mồm đấy? Hả? À, thằng nào to mồm đấy? Để Casper hôm nay là 6 tháng rưỡi. To vật vã 36-37 cân. Cho nô ra đi Lộc. Thôi ông ơi, ông đừng có cà khịa. À, kinh ông xù lông kìa, ghê gớm quá. Ông xù lông lên ông cà khịa ai? Hả? À, thôi, không phải cãi nhau. Nhức đầu quá. Thôi được rồi Loki ơi, không gào mồm lên với cháu. Cháu gọi Loki bằng cậu đấy. Thôi Cáp ơi. Chào nô. Chào nô. Thôi hai bố con ra đây. Cáp ơi, đi ra đằng này. Bố đấy nhá, không xù lông. Vẫn còn đang thì dính tí ấy với lại con Loki. Hai bố con. Hai bố con. Thôi nào hai đứa ra đây nào, xích ra đây. Ra đây cho sạch, không ở chỗ đấy đất bẩn. À, bố cũng làm việc lại luôn. Con dám đè bố à? Con dám đè bố thì bố làm việc lại luôn. Hai bố con mày biến hơi bị biến thái đấy. Đấy tí cho nó cái vòng ấy luôn. Vòng này thì thoải mái, đến khi nó trưởng thành thoải mái, vẫn vừa rộng thoải mái luôn. Dạ. Úi giời, nô thì cả thế giới này thích đâu, chứ riêng gì anh đâu. Nó là gọi là một cái khuôn mặt này, là cái khuôn mặt mà cả châu thích. Cái mặt của con này nó rất là đẹp. À. Cho hai bố con chơi với nhau một tí. Tí nữa để quay hai bố con rồi. Nô ơi, nô. Con nó đang tuổi lớn, con nó làm thế nô cũng làm thế là như nào nô ơi. Nô. Quá thể nhỉ. Nào đi vào đây. Thằng con đè thằng bố, giờ đến lượt thằng bố đè thằng con. Thực ra bài chúng nó dạy nhau đấy anh nhá. Như kiểu là con bố với con nó nô với nhau, hay là con mẹ với con nô với nhau ấy. Là nó cứ cắn gặm đấy, là chúng nó dạy nhau đấy, dạy nhau vờn đấy chứ không phải. Bọn này nó nhận diện được huyết thống đấy. Đúng là hai cái chặng người như nhau, không lệch đâu được. Không, nếu mà tính cái đầu của nó thì phải khoảng tầm đến 15-16 tháng rồi lúc đấy mà. Còn tầm này đang là tầm này nhá, rất ít người quay chó lên, bởi vì tầm này đang là tầm dở dang nhất của cái con của cái giống này. Tức là nhìn mặt nó dài dài.
Thằng bố dạy thằng con rồi, thằng con thực tập luôn. Như thật. Đàn này á, là lông nó ngắn hơn con nô luôn. Từ bé á, nhìn đã thế là nào. Thằng nào cũng muốn đè đầu cái cổ thằng kia. Thôi được rồi, cứ chơi thoải mái đi, tí về rồi lấy khăn lau sau. Nô ơi, có trò gì khác để chơi không? Mỗi trò đấy thôi à? Hả? À? Chơi trò khác đi. Đây là Casper lần đầu về thăm bố từ ngày vào Buôn Mê Thuật. Hôm trước vào Buôn Mê Thuật chơi mà lại đúng cái hôm bận mà thời gian nó gấp quá không qua thăm được. Thì hôm nay Casper được chủ đưa về trại. Xuyên Việt về từ Buôn Mê Thuật về Hà Nội chơi. Cắn nhau nó không cắn nhau đâu, bố con nó chỉ nô thôi, không cắn nhau đâu. Thôi Lộc ơi, được thôi đừng xịt nữa, để chốc nữa rồi xịt. Nào hai đứa ra đây nào. À đây đây, nó cầm cái dây ra rồi, để móc cái dây cho nó giữ cho hai bố con ấy phát. Móc dây cho hai con đi Lộc. Để cho con nó liếm tí. Pepper đứng sát vào đây. Đang muốn núp con nữa hả? Thôi, trò đấy chơi thế đủ rồi. Pepper. 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 Dài gần bằng bố. Thấp hơn bố mấy phân. Dài gần bằng rồi đấy. Nhìn ngang Capper. Thấy bằng đầu nó nhìn không à. Đấy, dài gần bằng rồi đấy. Đo nó đứng sát nhau như thế. Còn con này nó cầm quá. No, no. Juno. No. Kiểu nằm này là kiểu đẹp nhất này. Juno. Anh cho con đấy như thế. Nằm nghiêng cho nó, nằm nghiêng như con bố này. Đấy, nhưng mà cho nó nằm bên trên. Để cho cái đầu hai con bằng nhau. Thế nào? Nani. Nhưng mông lên. Nani. Gọi Casper đi. Casper. Gọi Casper. Thằng bố đang diễn mà thằng con chẳng chịu diễn gì cả. Alo. Gọi Casper đi. Gọi Casper. Gọi làm sao để cho nó để ý được. Không gọi kiểu gì gọi. Lộc ngồi xuống, quay. Capper. Wow. Đẹp quá. Juno. No 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 no. Capper. 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 No. Như
No. Pha chúng nó còn đang mệt. Cover. No. Người thở ra khói. Hấp xuống nữa nào. Hấp xuống để nhìn cái máy nó ngang tầm mặt của con chó. Máy ngang tầm mặt của con chó. Cover. Vâng. Làm diễn viên. Hello. Gần lại tí. Không để được. Thôi được rồi. Vâng. Nó đang sốt ruột biết vì sao không? Nó tưởng là anh bắt nạt em. Cho nên nó là tính nó ra phi bênh đấy anh ạ. À, nhìn thế này em ngã là tính ra là xem là có việc gì mà sao lại em bé lại bị ngã đấy. Còn này là bản năng. Là da can. Rồi hai bố con đẹp dai chưa? Đẹp dai chưa? Hot quá đi thôi. Cắt bờ nịnh hot. Có đứng ở đây không? Gọi đi. Juno. Cắt bờ. No. Cầm bóng. Không thì cháu cầm điện thoại cháu quay. Đấy cầm đây quay. Cắp bơ. Lộc đứng gần này đây. Gọi xuống nó, gọi tên. Để cho nhìn vào kia. Hải bố còn yêu thương nhau quá. Tí nữa. Để nhìn vào kia kìa. Anh Sơn cho nó dây nó ngắn lại anh Sơn. Cùng nhìn về một chỗ xem nào. Rồi, yêu nhau thì biết là yêu nhau rồi. Đấy, này. Đấy tung quả bóng hơi tung. À, ông nhìn về đằng kia kìa. Cao gần bằng bố rồi em. Cắp bơ. Cắp bơ. Đấy, đây ông chủ của Capper đây. Đây ông chủ Capper. Bước ra ông Capper này. Gọi cả nô. Và gọi nô. Nô. No. Quay thấp xuống, quay từ dưới lên. No. Anh Sơn cứ gọi tên Cắp Bơ đi, cứ gọi đi. No. Cắp Bơ. Thấp xuống anh Sơn. Cho bóng thấp rồi. Hai bố con đều chưa kia tai. No. Rồi. No. Rồi, ra đi giữ. Ra giữ con này. Ra giữ con này cứ giữ giả vờ đây rồi chú giữ hộ nó cho nữa. Rồi. Đấy, cầm dây như thật đi. Rồi, chưa? Ok. Gọi đi. No. Bơ. Cắp bơ. No. Rồi, cứ giữ dây đi, cứ giữ đi. Ôm một cơ. Đen. Đây. Đen ơi. Đây, ở đây. Đen. Rồi. No, no, no. Đấy. được một tí cho Cắp Bơ ra kia để cho tí hoàn với lại nô
cho ông em với lại ông Nô này chơi với nhau nào. Anh gọi cắt bơ ra. Nô, từ. Nào, ra đây đứng, ra đây đứng. Con này. Ra đây. Không. Nó như con cắt tơ thôi, nó có cắn bao giờ được. Rồi đấy, lọc lại gần đây, anh gọi tên, gọi tên Nô. Juno, Nô, 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 Juno. Gọi nó sao cho Nô kê à? Juno. No. Juno. Rồi, cứ giữ nguyên Nô đấy. Đây là ông Junior Handler đấy. Con chó nó phải nặng gấp mấy lần. Ôm đi để làm kiểu ảnh nào. Ôm đi, cứ ôm thoải mái đi. Yên tâm, nó như con capper thôi. Ôm chặt hai tay bám, bám hai tay bám vào nhau. Nó hiền mà. Nó chỉ cắn cái người nào mà nó ghét thôi. Với lại người nào mà dọa dẫm nó với lại này kia thôi. Chứ còn bình thường yêu nó là nó không cắn. Vòng này thì thoải mái đến khi nào lớn lên cũng được, thoải mái. Con này thực ra bọn này nó ấy lắm nha, nó khi mà mình giữ dây nó không kéo mạnh hết cỡ của nó đâu. Chứ còn nó mà kéo mạnh hết cỡ thì thôi, mình cũng không giữ được. Hai bố con nó đang dạy nhau thể, đây là chúng nó đang tập thể dục, chúng nó đang dạy nhau bài tập thể dục buổi sáng. Đấy, không, Nô thôi, không phải đánh nhau. Đánh nhau thì nó đánh nhau nó phải xù lông ở trên lưng lên này, nó xù lên, không mà nó nhìn nhau là nó sau đấy nó sẽ đánh nhau. Còn nếu mà cái lông ở trên lưng này nó không xù lên này thì là nó sẽ không đánh nhau. Đánh nhau nó sẽ xù lông lên để nó dọa trước. Nó như con nhím ấy, nó sẽ xù lông lên. Đây gọi là trâu bò đánh nhau là ruồi muỗi sẽ đẹp dí. Thôi được rồi, hai bố con ra đây. À, nào thôi, Nô. Nô ơi, Nô, Nô. Làm kiểu này cho quan đèn lên bố nhỉ. Kiểu ảnh cái đẹp nhỉ. Kiểu ảnh cái con hôm trước anh, con cái ấy. Cho con đèn lên bố, như hôm nay con to lắm rồi, con như thế này là con nặng hơn một nửa cân của bố rồi. Bố hôm nay gầy chắc chỉ năm cỡ 57 58 cân. Cũng lại được đỡ hơn hôm trước rồi, hôm trước gầy hơn. Thời tiết nó thay đổi nhưng mà tất cả chó giảm cân hết. Tôi đi chơi một tuần rồi cũng
Nô hít ngửi gì ở đấy nô? Ghê quá hả? Có gì ghê? Nó mạnh quá không? Nó mạnh không? Nô ra đây xem nào nô ơi. Nô. Để cho con nó chơi tí nào. Nô ơi. Ra đây. Juno. À, hai bố con với nhau là quại không thèm ra. Ra đây. Đứng ở chỗ đấy đất. Ở trên hình nhìn cân lâu nó không to. Phải ra nhìn thật thì nhìn thực tế thì mới thấy nó to. Nằm xuống đấy. Nằm xuống, đúng rồi. Nhìn ra, nhìn gần sát sạt rồi. Bây giờ là lại đi về Buôn Ma Thuột luôn. Đấy, ở trên xe mà có giấy lau qua chân cho nó. Dẫm vào đường cẩn thận lại bẩn tí lên xe này hôi. Vào trong xe điều hòa bật ấm lên một cái là ngon ngay. Không cho bật điều hòa. Đau đầu. Về nhá. Vâng, anh về nhá. Gặp lại sau.